Tỷ phú giả làm nhân viên giao hàng suốt 7 năm, đều đặn dậy từ 4 giờ sáng, trước làm vì tiện đưa đón con đi học, sau nhập vai vì đam mê diễn xuất. Dậy từ 4 giờ sáng để làm việc tới tối muộn, ít ai ngờ, phía sau gia cảnh có vẻ nghèo ấy, lại là người đàn ông sở hữu khối tài sản khủng, hơn chục căn biệt thự và dàn xe sang đời mới. Theo thông tin đăng tải, anh Lưu Tam Kha, người Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, một thời từng rất nổi tiếng với màn giả nghèo giả khổ, gây sốt khắp mạng xã hội Trung Quốc. Nếu không phải một lần nhờ bạn tới dọn nhà, có lẽ thân phận thật sự của anh chẳng bao giờ bại lộ. Bởi lẽ, suốt 7 năm, anh Kha làm tại công ty chuyển phát nhanh, tỏ ra là một người đàn ông chăm chỉ, nỗ lực kiếm từng đồng để nuôi con ăn học. Anh Kha là người rất chăm chỉ và chịu khó. Cho tới khi, vì có việc, anh Kha nhờ đồng nghiệp giúp đỡ dọn nhà. Đến lúc này, đồng nghiệp của anh ngã ngửa khi phát hiện anh là một tỷ phú giàu có, nhiều bất động sản trải dài khắp Hồ Bắc. Chưa kể, dàn siêu xe hoành tráng mà bất cứ ai cũng mơ ước của anh khiến đồng nghiệp một phen mắt tròn mắt dẹt. Theo lời hàng xóm kể lại với đồng nghiệp của anh Kha, ngoài căn biệt thự anh đang ở, còn khoảng chừng 10 căn khác đang cho thuê hoặc khai thác kinh doanh. Lý do anh đến với công việc giao hàng nhanh là bởi tiện đưa con gái đi học. Nhưng khi bắt tay với nghề, anh làm việc rất nghiêm túc. Ví dụ, 5 giờ sáng có hàng cần giao, 4 giờ sáng anh Kha đã có mặt. Nhờ đó, anh Kha luôn đạt được danh hiệu nhân viên giao hàng 5 sao của công ty. Có thêm động lực và nhận thấy đây là công việc mới mẻ, tạo nhiều hứng thú cho bản thân, anh không ngại trở thành người giao hàng chuyên nghiệp, dù tài sản chẳng thiếu thứ gì. Anh Kha tiết lộ với bạn bè, sở dĩ anh có được sản nghiệp lớn như vậy là nhờ khi còn trẻ buôn bán kiếm được chút vốn, liền bắt tay đầu tư bất động sản. Khi đã có tuổi, anh cũng chưa muốn dừng lại, dòng chơi, mà thích được tiếp tục làm việc, được hoạt động mỗi ngày. Nói về công việc giao hàng nhanh, anh nói, dù là công việc không mang lại quá nhiều tiền, nhưng tôi được gặp gỡ nhiều người. Tôi luôn đặt cái tâm, sự chỉn chu của mình vào tất cả công việc. Có lẽ vì thế, dù làm 7 năm, tôi vẫn chưa bao giờ thấy chán công việc của một nhân viên giao hàng.